phải thanh không? Ừ. Rồi vô đi. Trời. Ui. Trời ơi lâu quá giờ cũng gặp luôn. Đúng rồi, mà. Qua mời thanh ăn Giáng sinh được. Ừ. Thôi ngồi đi. Ừ, ngồi. Ngồi nha. À. Ủa mà nhà thánh mà. Ủa vậy hả? Quên. Tụi đi tới đâu cái tôi cứ tưởng nhà tôi không à. Thôi không sao, bạn bè mà bè thân. Thì sao? Nay sao rồi? Ủa, mà này ăn được không dạ? Được. Ăn được luôn hả? Được. Cái này còn nào nữa không? Còn món gì nữa không? Ăn món này trước đi, món này khai vị thôi. À, còn gì trong? Hả? Còn gì trong nữa? Còn lẩu nữa. Lẩu nữa hả? Ừ. Vậy ăn này trước nha. Đâu để ăn con này con sao cái đã. Con ngon cái đã. Trời đất ơi. Thơm nè, này tôi thích lắm nè. Hi học á, nay hổm đi đi học sao rồi? Nay học cũng tốt, bình thường. Ê, cái này nó chua quá à. Nó chua ghê luôn á. Bỏ ra không ăn cái này nữa đâu. Ăn một miếng mặn nha. Ủa mà sao không ăn gì hết à? Thì thấy nó hơi kỳ kỳ tí. Gì đâu kỳ. Ăn đi, chợ mình chủ nhà là mình phải lo mình ăn đi. Hồi nữa tôi ăn hết luôn vậy á. Ok, rồi ăn trước đi. Cái này ngon à. À. Mà nói là lấy vợ rồi đúng không? Đúng rồi, mới lấy vợ xong. Trời ơi, bữa là em cưới lớn ra luôn nha. Bữa nó có đi á, mà vô á nhìn thấy chú rể của vô đẹp quá trời luôn mà mắc lo khách khứa rồi mình lâm cái không có nói chuyện được luôn. Mình đám cưới tôi mà. Tôi lo khách khứa đúng không? Rồi, tôi hiểu rồi. Hiểu không? Cái này nó ngon hay ớn không? Ăn đi. Thôi chắc tôi vô trong tôi chọn cái món tiếp theo nha. Sao ạ? Thì tôi để tôi chọn món tiếp theo chứ. Nha. Bye bye. Không có sổ xài quá không ta? Các bạn thân mến, dân gian thường nói có thực mới vực được đạo. Tức là có của ăn mới tu hành được. Đây không chỉ là một câu nói vui đùa, mà là một sự thật hiển nhiên. Bởi lẽ, ăn uống chính là nhu cầu cần thiết trong đời sống hàng ngày. Thế nhưng, ăn uống làm sao cho có văn hóa thì không phải ai cũng biết. Bởi vậy, cha ông ta mới đề cao cách ăn nết ở. Nghĩa là ăn uống cũng phải giữ nết na. Hơn nữa, cổ nhân còn dạy ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Ăn để cảm thụ tinh hoa đất trời, ăn để có sức khỏe mà phục vụ, chứ không phải ăn nấy no nấy béo. Vì thế, câu học ăn, học nói, học gói, học mở càng ngẫm nghĩ càng thấy đúng. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy tắc trên mâm cơm Việt. Trước hết, cách dùng đũa. Ta không gắp thức ăn rồi đưa thẳng vào miệng, nhưng đặt thức ăn vào bát rồi mới ăn. Khi và cơm vào miệng, không và quá 3 lần. Đó là phép lịch sự khi ăn cơm. Khi lấy thức ăn, ta không dùng đũa của riêng mình. Khi chấm thức ăn, ta chỉ nhúng phần thức ăn, không nhúng đầu đũa vào bát chấm. Miếng đã cắn dở thì không được chấm. Đó là cách giữ vệ sinh chung. Không cắn vào đũa hay mút đầu đũa. Cũng không ngậm đũa để rảnh tay múc canh hay xới cơm. Nhất là không vừa nói vừa vung đũa của mình. Như thế là khiếm nhã lắm. Ngồi ở đâu là theo sự sắp xếp của chủ nhà. Ta không tự ý ngồi vào bàn ăn khi chủ nhà chưa mời ngồi. Có câu nói rằng ăn có mời, làm có khiến.
Khi ngồi ăn, ta không được rung đùi. Rung đùi là tướng bần tiện đối với người nam, là dâm dục đối với người nữ. Nhất là không chống tay lên bàn để bưng bát cơm và cầm đũa khi ăn. Ta không ngồi quá sát bàn ăn, cũng không ngồi quá xa bàn. Khi ngồi trên ghế thì phải thẳng lưng, tay đặt nhẹ trên bàn. Khi ngồi trên chiếu thì chuyển động lưng, tuyệt đối không được nhấc mông khi lấy thức ăn. Ta không nên động đũa khi người trên, người lớn tuổi chưa bắt đầu ăn. Cũng không nên tiếp tục ăn khi mọi người đã buông đũa. Nếu có người về muộn, ta phải để phần thức ăn vào đĩa riêng, không lấy thức ăn thừa để phần cho người vắng mặt. Bởi lẽ, tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình. Ta không gắp hoài một món mà mình khoái khẩu. Tục ngữ có câu, ăn trong nồi, ngồi trong hướng, là để nhắc nhở ta không ăn sang phần của người khác. Thế nhưng, ta phải ăn hết phần thức ăn đã gắp vào bát, không để sót lại dù chỉ một hạt cơm. Ca dao có câu, ái ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Khi ăn cơm, ta không nên chê món ăn chưa hợp khẩu vị. Trái lại, hãy khen ngợi những món ăn ngon. Nên vui vẻ và thanh lịch trong khi ăn. Nhất là, hãy cảm ơn người đã mời ta dùng bữa hoặc nấu cho ta ăn. Cha ông ta có dạy, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn gạo nhớ kẻ đâm say dần sàn. Các bạn thân mến, các quy tắc trên mâm cơm Việt tuy có gò bó đôi chút, nhưng nó giúp chúng ta thể hiện nếp sống văn minh và phép lịch sự. Nhất là, nó giúp chúng ta thể hiện nhân cách trưởng thành và được mọi người kính trọng, yêu mến. Chúc các bạn luôn thanh lịch trên mâm cơm Việt. Mến chào tạm biệt các bạn.